siêng năng hết điên. Ừ, đây phải nói thiệt bà con, cái thùng chế xế chế của tất cả dàn IC nè, IC7, IC8, IC9, IC5, IC6, CT601, IC53, K700. Ở trong nó nhiêu lưỡi? Ba mấy lưỡi phải không? 36 lưỡi phải không? Đếm. Cứ đếm thôi ơi, ở trong nhiêu lưỡi? Ở ngoài là 6 lưỡi công bờ. Phải không? 1 2 3, ở ngoài là 7 lưỡi công bờ. Ở ngoài 7 lưỡi công bờ là 7 lưỡi bà con. Con xài gỡ con xài thôi. 14 là 28. Vậy 28 với 7 là 35 hả? À, ở trong là 28 lưỡi, ở ngoài là 7 lưỡi là 35 lưỡi, tính luôn không bờ. Thùng sới không có, là thùng xế chế IC5, IC6, IC7, IC8, IC9, K700 với CT601. Bà con nào muốn gông bờ gỡ ra đây, nếu mà không muốn xài không gông bờ thì gỡ ra đó, đơn giản ha. Rồi cắt luôn, khi nào gông bờ để vô. Nó có ốc cấy rồi con, đây vậy gắn chơi thôi, con cấy ốc lại nó. À, gắn chơi thôi để thương thượng thôi, bà con không gỡ ra. Có, nếu mà con mua là có hộp trên theo nè, tùy theo vàng mà con mua nghe, không phải vàng nào gắn được nha. IC89756 mua phù hợp. K700 CT601 ở trong 28, ở ngoài 7 là 35. Đây đây sắp lưỡi theo con, và con muốn sắp về sắp lại lên, nó sắp sẵn là vậy đó. Còn có là vàng IC5, IC6, IC7, IC8, IC9 và K700. CT6153, đây cái đồ độ nhớt, bà con nhớ độ nhớt đây khoảng nửa lít, một lít nha. Và độ nhớt ở đây một cái nè. Khoảng này lít đi. Khoảng này lửa nửa lít. Nhớt 90 lỏng đó bà con. Rồi, mở này ra vô. Còn đối với 90 giờ sới dễ lắm, mà con rút chốt lên thì dở lên xuống gài thôi, nó có gàm nè, nó không tùy theo vàng con làm cho phù hợp. Alo alo